Nous allons continuer notre approche du programme de... Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình giới thiệu tinh thần doanh nhân và sự thành lập startup với một nội dung theo tôi là rất cơ bản. Tất cả các yếu tố khác đều quan trọng, nhưng yếu tố này là mang tính chất nền tảng hơn, vì nó sẽ cho thấy rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận, cách phân tích, có thể giữa hai người có cùng kiến thức cơ bản, kỹ năng cứng, marketing, tài chính, kế toán, tất cả những kiến thức mà bạn muốn là quan trọng cho một doanh nghiệp truyền thống. Và một cách tiếp cận theo hướng hiệu quả, theo hướng lặp lại, sẽ được sử dụng trong quá trình hình thành, thành lập và tổ chức doanh nghiệp. Đó là chuyên môn được gọi là tư duy theo hướng hiệu quả trong kinh doanh. Đó là tư duy theo hướng hiệu quả, trái ngược với tư duy theo quan hệ nhân quả. Vậy, chuyên môn đó đã được phát triển. Xin lỗi, tôi đã dựa theo bài thuyết trình của Anthony Pantoja và hội của họ, đã được giới thiệu bởi International Flash Effectual. Vậy, thế nào là tư duy theo hướng hiệu quả? Trước tiên, tư duy theo hướng hiệu quả là cả một khuôn khổ nghiên cứu và học tập đã được thực hiện đối với tinh thần kinh doanh. Đó là một cuộc nghiên cứu đã được thực hiện trên các đối tượng là các doanh nhân nhằm hiểu biết cách họ đối phó, giải quyết một vấn đề như thế nào. Và trên thực tế, sau khi cuộc nghiên cứu đã kết thúc, chúng ta đã nhận ra có một giải pháp chung trong cách mà các doanh nhân giải quyết được các vấn đề. Và tư duy theo hướng hiệu quả này, đó là tư duy với một mục đích. Cuộc nghiên cứu đó tiềm ẩn một khái niệm cơ bản là giúp các doanh nhân tìm được một ý nghĩa và làm việc được với ý nghĩa trong công việc. Vì cuối cùng, việc quan trọng nhất trong quản lý là định hướng hành động của mình theo một ý nghĩa nào đó. Vì vậy, trong khuôn khổ nghiên cứu này, mục đích là tìm hiểu xu hướng cho cách làm việc của các doanh nhân. Nói cho gọn, tư duy theo hướng hiệu quả do bà tiến sĩ Sarah Saraswati phát triển tại Đại học Virginia, trường kinh doanh Arden. Nghiên cứu được dựa trên phương pháp gửi một loạt vấn đề cho một số doanh nhân để giải quyết dưới hình thức một bảng khảo sát, và những doanh nhân được chọn thuộc các lĩnh vực khác nhau, từ bán kem đến sản xuất thép. Và những câu hỏi được thu thập đã được phân tích và phân loại và đã cho phép rút ra những luận án về phương thức, cách phản ánh của các doanh nhân khi phải đối phó với một số vấn đề nhất định. Và sau khi phân tích nhóm các doanh nhân giỏi, chúng ta đã tìm được một số kết quả cụ thể từ khảo sát đó. Chúng ta đã phát hiện ra rằng những doanh nhân thường làm việc theo mô hình đó có thói quen hạn chế các rủi ro bằng cách hiểu được những giới hạn của họ đến đâu họ có thể đi tới, bằng cách biết rằng họ sẵn sàng mất cái gì hoặc bao nhiêu. Ở đây, không phải là chấp nhận rủi ro do một môi trường bên ngoài đang biến đổi, đó là kiểu, ví dụ tôi có thể nói, vậy tôi sẽ đầu tư 20.000 euro và tôi sẽ cố gắng đạt được mục tiêu đó trong vòng một năm, và tôi sẵn sàng phải mất đi một năm, nhưng thực tế sẽ không bao giờ mất thời gian đó, bởi vì một năm lấy được kinh nghiệm và không bao giờ bị mất. Và cuối cùng, nếu bạn không thành công, bạn có thể khẳng định rằng, vâng, tôi đã mất 20.000 euro và một năm, nhưng trên thực tế không phải là mất hẳn. Vậy, tóm lại, bạn phải tự chuẩn bị tinh thần, tôi sẵn sàng mất chừng này, đó là quan trọng. Thực tế, các doanh nhân cũng thế, nhưng có thêm một điều khác biệt là các doanh nhân có khả năng tự tạo ra một thị trường. Chúng ta đề cập đến mô hình kinh doanh, cách làm pivot, chuyển đổi mô hình kinh doanh. Vậy, bạn có thể khai thác một ý tưởng theo một phân khúc khác, và như vậy, bạn có thể tạo ra một thị trường cho bản thân. Khi bạn vừa thuyết trình xong và có khán giả lại nói, không có thị trường, đây thực tế là những người đang sống trong thế giới của họ, là một thế giới tĩnh. Cho nên nếu bạn không tạo ra một sự thay đổi, vâng, sẽ không có thị trường. Nếu bạn tạo ra được sự thay đổi, vâng, bạn có thể tạo ra một thị trường. Tuy nhiên, nếu bạn khẳng định rằng bạn sẽ tạo ra một thị trường,
bạn sẽ phải giải thích bằng cách nào bạn sẽ tạo ra thị trường đó. Chúng ta sẽ xem lại việc này trong bài nói về bài pitch, được không? Và những doanh nhân là những người biết tin tưởng vào người khác. Nói rõ hơn, khi bạn tìm vào phát triển các đối tác, bạn không có nhiều thời gian, do đó bạn bắt buộc phải tin tưởng vào người khác. Tuy nhiên, bạn cũng có rủi ro khi phải tin tưởng người khác. Nhưng đây là yếu tố cơ bản để thực sự thúc đẩy quá trình lập quan hệ giữa các cấu trúc truyền thống. Bạn có những luật sư, nhưng đôi khi yêu cầu đến luật sư không phải là dễ dàng. Ở đây, mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Bạn tin tưởng người khác và bạn chấp nhận rủi ro khi tin tưởng người khác. Điểm thứ ba là có thể đào tạo về tư duy theo hướng hiệu quả. Ở đây, tôi chỉ giới thiệu thôi, nhưng có những khóa học đào tạo hẳn hoi. Người ta giảng cái gì? Người ta giảng như thế nào? Và kết luận cuối cùng của công trình nghiên cứu đó là chúng ta có thể học từ những cuộc thất bại của bản thân mình. Về mặt văn hóa, điều đó không dễ chấp nhận tại Pháp, mà ngay cả ở Việt Nam, do mọi người thường sợ thất bại. Ví dụ, trong một lớp học, khi chấm bài, chúng ta có điểm tối đa, từ mỗi khi gặp một lỗi, chúng ta sẽ trừ đi một điểm. Trong khi, nếu chúng ta làm ngược lại, nếu chúng ta xuất phát từ điểm thấp nhất, và mỗi khi chúng ta gặp một điều tốt trong bài, ta sẽ cộng thêm điểm, thì tư duy logic sẽ khác hoàn toàn. Và khi phạm sai lầm, nếu chúng ta thực sự hiểu được tại sao đó là một sai lầm, thì chúng ta sẽ biết để trong tương lai sẽ không tái phạm sai lầm đó. Vậy, chúng ta có thể học từ những thất bại, và điều đó là quan trọng. Thêm nữa, có thể học tư duy kinh doanh giống như tư duy theo hướng hiệu quả. Đây là định nghĩa chính giữa tư duy nhân quả, causal thinking, và tư duy theo hướng hiệu quả. Tư duy hiệu quả là nhân quả, là bạn có một mục tiêu và có những phương tiện cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Bạn sẽ dùng những phương tiện cần thiết để đạt được mục tiêu, hoặc bạn sẽ tập trung các phương tiện cần thiết để đạt được mục tiêu. Do đó, bạn có quan hệ nhân quả giữa các phương tiện và kết quả là mục tiêu mà bạn đã đạt được. Vậy, mục đích của bạn là tập hợp đầy đủ các phương tiện nhằm đạt được mục tiêu của bạn. Tư duy theo hướng hiệu quả là một kiểu khác. Tư duy hiệu quả là nghĩ như sau: tôi đang có cái gì, và với cái đó, tôi có thể đi được tới đâu. Đó là nghĩ ra giai đoạn tới mà tôi phải đạt được với những thứ mà tôi đang có, với những tài nguyên có hạn của tôi, để mà sau đó tiếp tục sang giai đoạn kế tiếp và đảm bảo được sự tồn tại hoặc sự phát triển của tôi. Nếu chúng ta quay trở lại với các doanh nghiệp và các startup, bạn có thể nhớ rằng khi nói đến một startup phải tập trung các phương tiện, thì cách suy nghĩ đó nằm giữa tư duy nhân quả và tư duy hiệu quả. Đó là tư duy hiệu quả bởi vì một startup thường bị hạn chế về các tài nguyên sẵn có, những mục tiêu lại rất lớn, cho nên cần tập trung nhiều phương tiện. Vì vậy, đối với một startup, đôi khi phải nghĩ theo một cách lai tạp giữa hai kiểu tư duy này.